Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Trần Thị Mỹ Tiên. Em là sinh viên học khoa cơ khí. Năm nay là sinh viên năm tư. Wow, cơ khí á, em học Bách Khoa. Dạ. Hiện tại thì đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở thành phố Thủ Đức. Quê mình ở đâu? Mẹ em thì ở Quảng Ngãi, còn ba em thì ở Đồng Nai. Rồi Mỹ Tiên còn rất là trẻ, sinh viên đại học Bách Khoa, sinh năm 2000. Mời nhà trai. Trước tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này. Em tên là Thái Sắc, em sinh năm 94. Trước em cũng là sinh viên Bách Khoa nhưng mà Bách Khoa Hà Nội. À Bách Khoa Hà Nội hả? Dạ vâng ạ. Tên là gì? Thái Sắc ạ. Thái Sắc hả? Dạ. Ủa là sắc thái, vừa thái vừa sắc. Học Bách Khoa là sắc học cái gì? Em học ngành điện. Ngành điện. Điện dạ. Rồi ưu điểm khuyết điểm của nhà gái thế nào nè? Dạ thì mới gặp thì em hơi ngại, thành ra là hơi ít nói. Nhưng mà khi mà gặp lâu rồi thì em nói hơi nhiều. Em còn nói nhảm nữa. Tức là rà trúng đài em là bắt đầu là em bung luôn. Dạ em bung luôn, em kệ người ta luôn. Nhiều bữa em đi chơi với bạn em về xong em kiểu chết rồi, mình nói nhiều quá, không cho nó nói một câu nào hết trơn. Trời ơi. Ủa là em nói nhiều tới mức đó luôn á hả? Dạ, hồi đó lúc em còn nhỏ á chị. Cái mẹ em bị đau đầu, cái mẹ em kêu là Tiên ơi tôi xin lỗi mình chứ, mình đừng nói một giây thôi cho tôi đỡ đau đầu được không? Em vẫn nói. Dạ nghĩ sao mày? Bởi vậy nên là khi mà em giận cái gì á là em hay lôi ra em nó qua nó lại. Trời ơi mình không có giận đâu nhưng mà vậy á ai hiểu hiểu. Vẫn chưa hiểu lắm. Vậy á chị. Rồi bây giờ khuyết điểm là cái gì? Dạ đó là khuyết điểm của em á chị. Dạ, ưu điểm là khuyết điểm luôn. Dạ em nói nhiều lắm. Em còn bị đơ cơ mặt nữa chị. Ý đơ là... hả? Dạ là mặt em nó cái gì nè. Đơ như cây cơ đó hả? Cái gì nè. Người nhà em nói là chị mà để cái mặt này hả, người ta tưởng nó chị chê người ta. À em cười á chị. Hay là cười là chỉ cười tới đó thôi hả? Dạ em cười tới đó. Để hồi tôi qua tôi coi đơ mặt đơ thế nào. Thái Sắc nè, ưu điểm khuyết điểm là gì? Về ưu điểm là em là cũng là kiểu làm về lĩnh vực kinh doanh, có nghĩa làm sale, cũng có một chút về cái năng khiếu để giao tiếp. Khuyết điểm của em thì là người hay suy nghĩ, và thứ hai nữa là cũng hơi một chút gì đó nóng tính. Nóng tính hả? Vâng, nóng tính không phải theo kiểu vũ phu đâu, chỉ là nhiều lúc công việc stress hay gì là mình kiểu như phát nóng lắm thôi. Là làm gì? Cũng chỉ là hét thôi chứ không có làm gì cả. Hét lớn không? Cũng bình thường. Bây giờ hét thử đi. Anh ơi đừng có hét, từ từ để em chuẩn bị tinh thần, em bị giật mình. Bây giờ mình giả bộ mình nóng giận cái gì đó cái mình hét lên thử coi nó mức độ nó tới cỡ nào. Đặng bên đây người ta còn chuẩn bị tinh thần. Đâu em không hét to đâu, em chỉ là ấy thôi. Nhiều lúc là kiểu như là đập bàn đập ghế thôi. Có nghĩa là mình trong tầm kiểm soát. Không có gây sát thương cho người khác. Dạ, đúng không? Dạ. Chứ nóng mà sát gây sát thương người khác cũng mệt lắm á. Không có đâu, không có. An tâm rồi. An tâm chưa? Nãy nghe nóng cái hết hồn phải đi qua coi liền luôn vậy đó. Dạ. Mà nghĩa là thấy ngoại hình được. Hỏi có đường tình duyên thế nào nói được. Với Ngọc Lan nghe. Yên tâm quá. Giờ đường tình duyên ngày xưa của mình như thế nào, nói cho chị nghe coi. Em thì có hai mối tình. Một mối tình là từ thời cấp 3 và một mối tình là từ năm 2 đại học. Mối tình học sinh thì cũng theo kiểu như là thích thôi, chưa phải là yêu. Còn đến mối tình sâu đậm thì năm 2. Thì do chia tay là có nghĩa là còn trẻ, thành ra là nhiều cái là mình cũng chưa từng chưa trải. Chưa chín chắn hả? Dạ vâng, chưa chín chắn, thành ra là chia tay. Rồi bây giờ chín chắn chưa? Chín chắn hơn một chút ạ. Bây giờ mình làm việc vậy có đủ kinh tế để có thể lấy vợ chưa? Hiện tại thì em nghĩ là đủ. Đủ? Đã đủ. Mà khoảng bao lâu thì mình nghĩ đến cái điều đó? Em nghĩ để lấy vợ thì em nghĩ khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa khi mà kinh tế mình vững. Thì lúc đó mình 1-2 năm dạ. Có định hướng rõ ràng luôn. Rồi hả? Và okay. Bây giờ tới nhà gái nè, mình nói về cái đường tình duyên của mình nó như thế nào đi. Hồi nhỏ thì mẹ em cũng thích ăn diện cho em lắm á chị. Thành ra là mọi người cũng hay kêu em là con dâu, cháu dâu này nọ. Hồi năm lớp 8 thì em cũng được mẹ cắt mấy cái tóc mà nó hơi kỳ kỳ, mấy cái tóc đầu nấm này nọ. Nên là có một bạn nam đầu gấu trong trường thích em mà chặn đường em chị. Chặn đường đi học của em. Em sợ của em tán cặp được mặt người ta luôn. Lớp 8 thôi đó hả? Dạ, người ta chặn đường em đó chị. Chặn làm cái gì? Nó chỉ chặn thôi nên nó kêu là bạn gái đi rồi nó cho đi học. Mới chặn thôi. Em sợ quá em tán cặp cho anh xong em đi học. Là đó là em tính một mối tình của em hả? Người ta có tỏ tình với em rồi chị. Đó là một mối tình chứ. Tại mình tán nó thôi. Không có tán thì chắc cũng tới rồi. Cái mối tình nào lịch sử hơn tình đó nữa không? Thì năm lớp 10 thì em có quen một bạn nam cũng được một tháng. Con gái mà thích đeo đồ cặp á chị. Em đòi bạn mua đồ cặp cho em đeo. Xong em đeo được đâu tuần 2 tuần cái em làm mất.
cũng em không. Em làm mất xong cái tụi em chứ không chơi với nhau nữa. Trời ơi. Trời ơi, mối tình học sinh đó. Tại không đền nữa đó, nó lại mất hết đền. Vậy là hai mối tình nó vậy đó hả? Dạ dạ. Vậy cũng chưa phải là mối tình gì lắm ha. Mặt đâu có đơ đâu. Mặt dễ thương. Mặt cảm xúc mà đơ dễ đó, mình tập nó dễ đó. Tiên học bách khoa. Dạ. Học nghề cơ khí. Dạ. Của sao con gái mà học nghề cơ khí nha? Thì do cái đường tình của em nó trắc trở quá nên em hay kiếm mấy cái môi trường mà có mấy bạn nam á để em đi vào cho nó đỡ trắc trở. Hợp lý. Đỡ trắc trở. Hợp lý. Đó. Hồi đầu là em học cấp 2 là em có vô chuyên lý. Nhóm chuyên đó thì chỉ có một bạn nam duy nhất và ba bạn nữ. Sau đó cấp 3 các em dốt lý luôn. Em cũng không định vô bách khoa đâu mà bạn thân em kêu là bây giờ tao học ở trường đó, mày học trường kế bên đi cho nó chưa hai đứa mình ra ăn cơm trưa. Các em cũng vô mà bách khoa nhiều nam mà đúng không anh? Đúng rồi. Đó anh chị thấy không? Các em vô ai về đâu. Cái môn mà em vô, cái ngành mà em vô toàn nữ không. Cơ khí sao nữ nhiều ta? Cơ khí học yếu nữa luôn. Em học ngành dệt may á chị. Cơ khí nhưng mà cơ khí dệt may à. Dạ. Có 8 nam trên 93 nữ. Cơ khí có câu thơ gì quen thuộc á, nhớ không? Không biết anh bên kia có biết không ta? Có không? Có. Câu gì đâu, đọc thử coi. Thơ thì chắc là em không biết rồi. Nhưng mà em chỉ biết là con gái cơ khí thì hơi mạnh mẽ một chút. Em biết là như vậy. Thì em đoán vậy thôi chứ không biết đúng trong không. Trong trường em có lưu truyền câu thơ là trai bách khoa như chim anh vũ, gái bách khoa như củ sắn lùi á anh. Gái bách khoa như củ sắn lùi á anh. Rồi con này có nghe rồi, có nghe. Hồi đó quyết định học bách khoa xong rồi cái thời gian mình học ở trong đó rồi, mình có bị nghe người ta nói là mình khô khan không? Mấy bạn nữ vui lắm chị, ý là chỉ hơi thiếu nam thôi chứ mấy bạn nữ vui lắm. Chính vì quá nhiều nữ cho nên cũng chưa có một móng nào hết. Dạ. Hai mối tình lãng nhách à. Trời ơi, mối tình học trò người ta dễ thương gì kêu lãng nhách. Chưa có, coi như chưa có yêu đó. Thật ra là nó chưa có gọi là tình yêu đâu. Bây giờ mình muốn có một cái người tình như thế nào? Em muốn anh đó phải cao to một chút để còn che chở cho em nữa. Ngó, quên rồi, hồi nãy tôi đi qua mà quên. Ký ức tôi quên, không biết có cao to không? Có, ngon lành, không phải thằng này đâu. Không phải thằng này đâu. Ngon lành. Còn gì nữa không? Gì nữa? Nếu mà anh biết nấu ăn thì tốt, em thích ăn lắm. Thời sinh viên thì em cũng ở phòng trọ ở ký túc xá thì bắt buộc phải biết rồi. Sinh viên thì nấu mì gói đồ thôi. Nhưng mà ai trải thời sinh viên thì cũng đều biết nấu hết. Vấn đề là nấu có ăn được hay không. Đúng thôi. Rồi, chứ ai cũng biết nấu hết trơn á. Còn gì nữa không? Dạ, với lại em hơi kém toán nên là anh có giỏi toán không anh? Anh kèm toán cho em ra trường. Vậy là đi tìm thầy giáo nữa. Vậy là đi tìm thầy giáo nữa. Cái gì vậy? Nghiệt ngã ghê vậy đó. Giỏi toán không? Ba môn toán lý hóa thì toán là môn tốt nhất của em. Dân bách khoa là phải giỏi toán. Bên đây là cơ khí dệt may nên nó hơi yếu về toán. Nhưng mà vô bách khoa là phải toán lý hóa giỏi. Còn gì nữa không Tiên? Đúng thầy rồi đó em ơi. Anh có ăn được đồ ngọt không anh? Thực ra đồ ngọt thì có ăn được nhưng mà em thích ăn đồ ngọt lắm. Okay. Con gái mà thích ăn chè nè, ăn chè, ăn bánh. Dạ, uống trà sữa. Ý là hỏi về cái sở thích ăn uống để coi có hợp nhau để thì nó mua luôn hũ đường để nhà ăn đường đi. Thực ra thì nếu mà ăn bánh kẹo thì ok, còn trong thức ăn thì em thì người ngoài Bắc á thì cái đồ ngọt thì cũng hơi kỵ một chút, nhưng mà nếu mà người mình yêu thích thì cái đó thì không sao. Vì rồi. Yêu là làm được hết. Dạ. Còn Cường tôi thấy cái kia rồi. Đúng rồi. Anh ăn được mắm tôm không anh? Người ta người Bắc là người ta phải ăn được mắm tôm rồi bún đậu mắm tôm. Đúng rồi, đúng rồi. Bún đậu mắm tôm đặc sản luôn. Bánh ngọt ăn với mắm tôm ngon lắm á. Thôi, còn yêu cầu của em trai sao nói chị Lan nghe đi. Dạ em thì chỉ cần một người phụ nữ biết suy nghĩ thôi, gọi chung là biết lo cho chồng, xinh xắn một chút. Xinh là có xinh đó. Dạ chỉ cần thôi, còn tính cách thì em nghĩ là có nghĩa là hợp hay không hợp thì khi mà đã đến với nhau thì cái đó thì mình sẽ hòa dung hòa. Đúng rồi, dung hòa với nhau. Dạ. Để hỏi coi bên đây có biết suy nghĩ không nha. Trời ơi, ngại quá. Biết suy nghĩ về tương lai không? Ví dụ như hai đứa sau khi mà quen nhau rồi có biết suy nghĩ về cái chuyện nhường nhịn nhau để mà xây dựng không? Em bình thường thì em hay chơi với các bạn nữ rồi em còn là chị cả nữa nên là em phải nhường nhịn rất là nhiều rồi, nên là bây giờ em không có yêu cầu quá đáng nhưng mà em cũng mong anh có thể cho em biết cảm giác được nhường nhịn. Biết sao chị phải hỏi kỹ không? Tại vì dân bách khoa, con gái bách khoa cá tính lắm, cá tính mạnh mẽ cho nên nó có những cái mà các bạn không có được mềm mỏng trong cái chuyện tình cảm á, nên là rất là dễ làm cho các bạn trai hơi bị dội đó, cho nên là chị phải hỏi kỹ về cái vấn đề này. Nhưng mà không, bên đây là không có khô khan gì đâu nha, bên đây là nó hài hước lắm, vui lắm á. Hài hước vui vẻ lắm. Gái bên kia có nhiều cái cá tính ước vui ác lắm, không có khô khan gì hết trơn, trời á. Thôi Tiên không thích điều gì đàn ông Tiên? Dạ em không thích mấy anh trai mà đúng
xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. À, không tắm xong rồi xịt nước hoa che lên. Sao Thái Sắc, mình có trong tình trạng đó không? Em thì gọi chung là cũng trau chuốt một chút về bản thân. Dạ. Cũng có tắm sạch sẽ mới xịt nước hoa chứ. Dạ, có, em cài đây có. Dạ. Bữa nào mà lỡ quên không có tắm thì cũng đừng xịt nước hoa nha. Thôi còn Thái Sắc, mình không thích điều gì ở phụ nữ? Phụ nữ thì em nghĩ là ham chơi và đặc biệt là không hiểu biết. Điều đó là em sợ nhất. Dạ. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân chút xíu. Em trai đi với ai? Em đi với... em chào em đồng nghiệp luôn à. À đồng nghiệp hả? Dạ, dạ. Chào em thấy bạn gái bên kia có hợp lý với đồng nghiệp của em không? À, lời đầu tiên cho con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả đang xem chương trình. À, con tên là Thịnh, là đồng nghiệp của anh Sắc. Thì hai anh em cũng chơi rất thân thì lúc mà vào công ty tới giờ. Nói về bạn gái bên đây thì em thấy bạn gái rất là xinh xắn nha, dễ thương nữa, tính tình thì vui vẻ nè, thấy cá tính là rất phù hợp với anh rồi đó. Không là bạn gái cả... hai anh chị có cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau hơn vậy đó. Em đi với ai Tiên? Dạ em đi một mình chị. Dạ. Thôi không sao, ở đây là mọi người sẽ cho em ý kiến nhiều hơn nữa, nhưng mà quan trọng vẫn là cái cảm giác của mình. Dạ. Bây giờ ta mở rào nha. Bắt đầu. Mở rào. Em đi cũng chuẩn bị sẵn một cái món quà. Thì chắc cái này là sở thích của em rồi. Thích ăn đồ ngọt đúng không ạ? Món quà này thì em cũng anh cũng gửi cái tâm tư vào đây là chúc em tìm một người đàn ông ngọt ngào y như cái bánh kem này. Dạ. Thì em thì có sở thích là đọc truyện. Truyện tranh này là của một tác giả Việt Nam. Thì cái bộ truyện này tên là 17 năm ánh sáng. Nó nói lên cái quá trình mà hai người theo đuổi nhau, một người theo đuổi một người còn lại, giống như là âm thanh mà theo đuổi ánh sáng gì đó. Thì em tặng anh, okay, mong là anh sẽ thích. Ừ, anh cảm ơn. Rồi, mình về ghế ngồi đi. Ta bắt đầu trò chuyện với nhau đi các bạn. Sorry, nãy giờ anh cũng hơi run một chút á. Thành ra vẫn chưa biết được tên của em á. Có nghĩa là không nhớ. Dạ, em tên là Mỹ Tiên á anh. Mỹ Tiên. Cô Tiên xinh đẹp. Anh cứ nhớ vậy đi. Thời ta tính. Ok. Có bài hát Cô Tiên năm 2000 đó. Dạ, đúng rồi. Em là học ngành cơ khí, là hiện tại là ra trường, gần ra trường đúng không? Dạ. Ủa là em Thủ Đức là đoạn nào ta? Ở đường nào? Bởi vì anh cũng ở Thủ Đức á. Em mới gần ngã tư MK anh. Thực ra là anh mới vô thành ra không à dạ. Dạ mỏng hỏi. Có nghĩa là biết là Thủ Đức là gần thôi, còn anh là dạ. Do mới vào nên không rõ đường ở đấy trong này lắm. Em dạ. Có điều gì cần hỏi anh không? Anh thấy em có với anh không? Với anh không? Với gọi chung là xinh đẹp. Vậy là mình đi làm rồi đúng không anh? Đúng rồi, anh xin làm. Thì anh có dành thời gian ra để ở bên em được không? Thực ra hiện tại là anh đang ở trong này một mình. Thì cũng muốn có một người phụ nữ buổi tối thì có thể là ngồi nói chuyện sau cái quá trình công việc bị áp lực hay gì đó thì có cần một người tâm sự. Ủa buổi tối thôi, còn buổi sáng không được hả anh? Buổi sáng thì đi làm. Buổi sáng bà đi học bà ơi. Ôi, buổi sáng làm online luôn. Buổi sáng làm thì làm gì có thời gian. Chỉ có cuối tuần thôi. Dạ. Hỏi bây giờ ví dụ sáng em muốn anh qua anh đưa em đi học, rồi mình ăn sáng rồi mình đi, rồi em đi học anh đi làm được không? Thôi ngại chịu. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào, trao đổi cho nhau nghe đi. Thực ra thì đối với em hôn nhân có nghĩa là người Bắc hơi có cái gì đó nó hơi giống như truyền thống một chút. Đối với em hôn nhân là cả đời, có nghĩa là mình sẽ sống với người phụ nữ mà mình yêu là người, là người vợ của mình, là sẽ sống cả đời với người đó. Ba mẹ em hôn nhân cũng tan vỡ nên là em cũng muốn có cái gì đó nó vững chắc một tí. Em cũng hơi sợ cái hoàn cảnh quá khứ nó lặp lại á. Em thì chủ trương của em là không cần quan trọng là bề ngoài như thế nào, nhưng mà chỉ quan trọng là người đó có cái tính cách mà mình yêu thích thì em có thể sửa đổi bản thân cho phù hợp với lại nửa kia. Còn những việc nữ công gia chánh nếu em không biết thì em có thể học và anh có thể chỉ em dần dần cũng được. Em có thể nói rõ cho anh là em thích người đàn ông tính cách như thế nào? Em thích người đàn ông tinh tế. Chữ tinh tế cũng có nhiều điều quan trọng lắm anh. Đúng rồi, chính xác. Thực ra thì anh cũng nói luôn là anh không tinh tế, bởi vì là em hiểu là dân kỹ thuật có cái gì đó nó hơi khô khan. Dạ. Bây giờ bạn trai có thể hát tặng bạn gái một bài hát nào đó. Mình tới mình nắm tay bạn gái mình hát đi. Tiến tới. Dạ.
Sau đây em xin hát ca khúc là Say You Do đi. Nguyện đoạn là Say You Do nhé. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho anh nhớ mong từng ngày. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, tại vì mình còn trai phải làm sao. Anh rung dữ vậy anh? À, run lắm. Hơi run một chút. Dạ, yeah, anh rung dữ. Rung bọc 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 bọc. Hơi run. Dạ. Em hát lại đi. Hả? Em á? Em hát đi. Em hát lại đi. Hát. Em hát một câu thôi được không anh? À, ok. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Hết rồi. Hết rồi. Mới nửa câu. Hay đó. Ừ, quên lời mọi người. Bây giờ hai bạn về chỗ nè. Bây giờ mình sẽ để tay mình rút bấm đi. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm ngay vào nút bấm đó. Bạn gái là một người còn rất trẻ, nhưng bạn ấy rất là năng động đó nha. Bạn ấy rất là vui tính luôn á, cá tính nữa. Chủ động. Chủ động luôn á, có sự trải nghiệm nhiều đó. Bạn nam này cũng là một bạn người rất là sâu sắc. Đúng rồi, bạn gái hài hước lắm đó. Hai bạn này đẹp đôi. Một, hai, ba. Rồi, chúc mừng các bạn. Đồn quá bạn em, đồn quá em bấm nhanh quá vậy, trời nhanh vậy. Đâu em rất tự động mà, cái gì càng sớm càng tốt. Hãy nắm tay đi, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau đó. Nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ chăm sóc được mối tình này, nó sẽ đủ lớn. Gia đình của bạn gái cũng đang theo dõi chương trình đó. Hãy nói vài lời với người lớn đi. Thì trước tiên cho cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai bác. Với em Tiên thì hy vọng bác có thể gửi gắm em ấy cho cháu. Cháu có thể chăm sóc. Có nghĩa là trong cái quãng thời gian tới thì cháu sẽ cố gắng, nói chung là cho cái sự nghiệp của mình, để làm sao đó làm cái chỗ dựa vững chắc nhất cho Tiên. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén Amity. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Bây giờ hai đứa xuống dưới ăn cái bánh để cảm giác ngọt ngào của ngày đầu mới gặp mặt. Chị cầm bánh. Dạ, em cảm ơn chị.